Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phân nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại keo dán rôn, keo X66, keo con chó, keo con rồng, keo Tictobon. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn biết một cái loại hàng nữa mà công ty phân nhân đang bán, đó là keo AB anh chị các bạn. Keo có một tiếp A và một tiếp B. Thì thưa anh chị và các bạn, trong thị trường thì có rất nhiều loại keo dùng để dán các vật liệu khác nhau. Cái loại keo mà nó dán nhanh, cái một loại keo mà dán nhanh, nó sử dụng các loại pha chế epoxy dùng để dán những cái vật liệu mà như sắt thép hay là gỗ hay là nhôm đồng gì đó. Thì cái loại keo AB này nó là một cái loại keo sử dụng trong những vật tư đó được. Thì một cái tiếp của nó thì nó có gồm tiếp A và tiếp B. Flute là có nghĩa là hai thành phần, và nó có thể là khô trong khoảng 4 phút anh chị các bạn. Một lượt keo mà nó khô trong khoảng 4-5 phút đó, thì nó giống như là một cái loại keo giống sắt, keo 502 đó. Đó. Thì cái loại keo này nó là được sản xuất từ công ty Alpha, của tập đoàn Alpha của Mỹ, Pháp và Nhật. Hiện tại là cái nhãn mắc vô bì này Hùng thấy là nó made in Indonesia anh chị các bạn nhé. Đó, made in Indonesia. Thì cái loại keo này nó gồm hai tiếp, một tiếp A và một tiếp B. Một tiếp A, một tiếp B. Cái công dụng của nó thì như là người ta trộn lại với nhau để người ta làm thành một cái loại keo để mà dán như vậy. Để mình xem cái đóng gói của nó là bao nhiêu ml, rồi mình sẽ đọc luôn cho anh chị luôn. Bao nhiêu ml? Để anh chị các bạn xem. Trên này mình không thấy cái đóng gói của nó là bao nhiêu ml, mà nó có chỉ có một cái loại duy nhất là như vậy. Nó một tiếp của nó, một tiếp A, một tiếp B. Đây là một cái loại keo mà nó hai tiếp, một tiếp A, một tiếp B. Bên phân nhân cũng có cái loại keo dán AB hai thành phần này nè. AB thì nó có, chúng tôi có bán theo ký nữa. Bán theo ký keo AB. Anh chị các bạn mua theo ký thì chúng tôi có thể bán theo ký, chiết xuất ra bình, bán cho anh chị một cái keo AB này và có cái dung màu pha luôn. Rất mong quý anh chị và các bạn biết cái loại hàng này hiện tại chúng tôi đang bán. Xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Công ty phân nhân sẽ báo giá nhanh, đồng thời sẽ ship hàng trong ngày. Cái loại hàng này công ty đang tồn kho rất nhiều anh chị các bạn, và chúng tôi bán thường xuyên nên đâm ra là khả năng ship hàng rất là nhanh. Khả năng công ty ship hàng rất là nhanh. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ. Chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.